Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 2.600 phương tiện. Trong đó, lỗi vi phạm về nồng độ cồn là hơn 1.800 trường hợp, vi phạm về ma túy có 2 trường hợp và vi phạm về tốc độ là hơn 1.500 trường hợp. Cũng trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, trên toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 10 người chết và 40 người bị thương. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải xe khách, xe container, có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép. Trước kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đề nghị bỏ phần thi mô phỏng lái xe ô tô, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết không thể bỏ phần thi này do đây là nội dung nằm trong quy định về đào tạo, sát hạch cấp phép lái xe ô tô. Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với đơn vị xây dựng phần mềm điều chỉnh phần thi mô phỏng phù hợp với các tình huống thực tế cũng như điều chỉnh cách chấm điểm theo hướng kéo dài thời gian nhận biết tình huống nguy hiểm. Theo Thông tư 04 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định, người học lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E và FC bắt buộc phải học và thi thêm nội dung phần mềm mô phỏng với 120 tình huống. Qua quá trình thực hiện, nhiều trung tâm sát hạch, đào tạo lái xe phản ánh còn nhiều bất cập trong phần thi mô phỏng. Các đơn vị kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu vấn đề này trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư bổ sung, sửa đổi quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thanh Hóa đang triển khai phương án phân luồng chống ùn tắc giao thông, mục tiêu là giảm ùn tắc giao thông thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Công an thành phố Thanh Hóa đề nghị tiếp tục duy trì đóng giải phân cách bằng khối bê tông đúc sẵn, lắp đặt giải phân cách để phân làn giao thông, cắm biển báo cấm xe ô tô tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ đi vào thành phố từ 5 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày. Kiến nghị tổ chức điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường, một số nút giao thông trọng điểm theo hướng lắp đặt giải phân cách để cưỡng chế các phương tiện không cho chuyển hướng gây xung đột giao thông. Đề nghị điều chỉnh cụm đèn tín hiệu tại một số ngã ba, ngã tư có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn theo hướng tăng dây đèn xanh và cho phép phương tiện được rẽ phải tại một số ngã tư nhằm kịp thời giải tỏa lượng phương tiện ùn ứ. Công an thành phố sẽ tăng cường cái việc kiểm tra xử lý các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các cái hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các cái hành vi mà dừng đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông. Khu vực ngã tư Nguyễn Trãi giao cắt với đường sắt Phú Sơn và đường Trịnh Kiểm thường xuyên xảy ra ùn tắc. Do đó, vào những giờ cao điểm, Công an phường Tân Sơn đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông của thành phố Thanh Hóa và Công an phường Phú Sơn tổ chức phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư này. Đây là cái ngã tư giữa đường sắt và đường bộ, đấy, nên là cái thời điểm mà những cái chuyến tàu đi qua thường hay rơi vào những cái giờ cao điểm. Đấy, lúc đấy là lưu lượng phương tiện rất là đông. Khi mà có sự phối hợp giữa ngành đường sắt và đối với lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng công an cơ sở, chúng tôi sẽ nắm được cái thời gian di chuyển của tàu chạy. Đúng không? Thì khi đấy chúng tôi sẽ có thể phân luồng từ xa, đúng không? Hướng dẫn cho các cái lưu lượng phương tiện là không đi vào cái khu vực gây ùn tắc này. Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp Tết, ngay từ ngày 25 tháng 12, Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phối hợp cùng công an 11 xã phường triển khai phương án chống ùn tắc giao thông, tăng cường điều tiết, hướng dẫn giao thông tập trung trên 36 tuyến đường, vị trí nút giao thông thường xảy ra ùn tắc như đại lộ Lê Lợi, Lê Hoàn, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Trường Thi. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố Thanh Hóa đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, về lâu dài, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn để giải quyết tận gốc vấn đề ùn tắc giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.